Vâng, xin chào tất cả các bác. Thì em xin giới thiệu, em là Thủy, phụ trách bán hàng tại salon Topka 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời, thì em muốn giới thiệu cho tất cả các bác một siêu phẩm em vừa mới lấy về. Vâng, trước mặt quý anh chị đây là một chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, biển tỉnh. Chiếc biển của nó thì em đang lắp tạm thôi. Vâng, chiếc xe này của em là màu bạc, nội thất kem, xe cực kỳ đẹp, sơn gần như là zin 80% quanh xe. Vâng, thì chiếc xe Lexus này của em thì trang bị rất là nhiều option. Vâng, thì ngay sau đây thì mời các bác quan sát qua với cái phần bề ngoài của chiếc xe Lexus RX 350 này của em. Vâng, thì cơ bản thì chiếc Lexus này của em thì chẳng có gì để nói rồi, cực kỳ chất, cực kỳ bền. Vâng, chỉ có là mình bàn với nhau về giá thôi. Thì toàn bộ chiếc xe này bên em bán ra cũng sẽ cam kết bằng văn bản là xe nguyên bản, không đâm va, không gập nước, keo chỉ zin theo xe. Thì các bác có thể thấy được là toàn bộ cái nước sơn và những đường gân quanh xe này của nó là cực kỳ rắn và cực kỳ là nhìn rất là đẹp, rất là đều. Thì ngay sau đây em sẽ mở cái phần cốp sau của chiếc xe RX 350 lên. Đấy, cái này xin lỗi quý anh chị và các bạn là do cái ở trên nóc là em sợ nó sẽ chạm thì em sẽ không mở được phần cốp lên, thì em sẽ đóng nó lại. Vâng, các bác có thể thấy được cái toàn bộ cái phần cốp rất là đều, rất là đẹp. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống đèn của chiếc Lexus là full led hết. Em sẽ mở cái phần cánh cửa, toàn bộ cái phần keo chỉ nguyên bản 100%. Và toàn bộ phần cánh nẹp cửa này thì đã được trang bị gioăng chống ồn rất là hiệu quả, đi rất là êm ái. Còn đây là phần táp ly của chiếc xe, màu kem rất là đẹp, rất là mới. Và đây là ngay sau đó là cái phần nội thất của chiếc Lexus đấy nè. Các quý chị các bạn có thể thấy được là cái nội thất của nó rất là đẹp, màu kem. Và ngay chị có thể thấy xe rất là mới. Vâng, đây là cái cánh cửa trước. Vâng, đây là toàn bộ cái phần keo chỉ của nó. Vâng, đây là phần táp ly, anh chị có thể thấy được là xe nó đẹp như nào. Vâng, đây là phần nhớ ghế, toàn bộ phần nhớ ghế 3 vị trí. Vâng, toàn bộ hệ thống chỉnh điện, chỉnh lên xuống kính. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc RX 350. Vâng, nội thất kem. Và xe chạy có 5 vạn thôi, nhìn anh chị thấy được cái là cái phần nội thất của chiếc Lexus. Quá đẹp luôn ạ. Cửa sổ trời, toàn bộ và phần âm thanh của chiếc Lexus này là toàn bộ là loa Max Levinson, nghe cực kỳ thích luôn ạ. Và sau đây thì em sẽ mở cái phần khoang máy của chiếc Lexus này. Và đây là toàn bộ cái phần máy và toàn bộ cái phần ốc cabo, keo chỉ cabo nguyên bản 100% hết. Vâng, và đây là phần động cơ. Phần động cơ của nó là máy 3.5V6, chạy thì cực kỳ khỏe rồi, không có gì để bàn về động cơ của Lexus rồi. Toàn bộ những cái phần mà ốc núm nhựa của xe thì vẫn nguyên bản hết. Vâng, xe cơ bản thì em lấy về cũng chưa dọn dẹp gì nên là nó không được sạch cho lắm. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu qua về cái chiếc Lexus RX 350 này của em. Vâng, thì em xin phép được nhắc tiết lộ giá bán. Thì bên em đang chào bán cái sản phẩm này là 1.930.000.000 đồng. Vâng, giá em sẽ còn bớt cho bác nào qua xem ngay trực tiếp hoặc là liên hệ với số hotline em để dưới góc màn hình. Vâng, thì ngay sau đây thì em sẽ kết thúc video. Thì bác nào có nhu cầu thì hãy cứ nhấc máy và gọi điện ngay cho em nhé. Em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác ở những video sắp tới.